Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình mời các bạn cùng mình sẽ đi tour xuyên qua những cái đồi vải nhé. Hoa rất là đẹp luôn. Thời điểm này thì hoa nó cũng đang chuẩn bị nở thì rất là đẹp rồi. Tại cái khu vực xã Tân Hoa và chuyển sang cái một con đèo tại xã Phi Điền nhé. Và cùng mình cùng khảo sát tham quan qua những cung đường đồi vải. Mời các bạn cùng ngắm nào. Đó. Tỷ lệ hoa rất là ok. Thì trong này thì nhà dân thưa thớt dần các bạn ạ. Cũng có nhà ở đây nhưng mà gần gần như là mỗi nhà một quả đồi ý thôi. Hai bên đều đồi vải ngút ngàn luôn. Thì trước mình, mặt mình đây là vẫn còn một hai vườn táo, bà con còn chưa thu hoạch hết này. Đó. Còn bên này là vườn táo thì đã thu hoạch xong và dốc cây rồi đây. Đây đã ok hết rồi. Còn những cây vải Thanh Hà thì đã ra hoa rất dài, chuẩn bị nở rồi. Các bạn nhìn thấy. Đấy, mùa vải đi qua đây thì với tay vải là ra đường ăn vải thôi. Tỷ lệ ở đây đạt vả đạt hoa đến khoảng tầm 99% các bạn ạ, 99,9% đấy, chỉ có một hai vườn nghẹn nghẹn thôi. Đây vườn này Thanh Hà cũng đuối này các bạn này. Đây cây này, cây Thanh Hà nó ngoái ra sai thì nó mới đuối này, không có hoa rồi. Còn phía đồi bên này các bạn nhìn nó mênh mông mặt ngàn, hoa đẹp. Cuối cùng ở trong này có một cái nhà rất to giữa đồi vải. Đây, cái vườn ở phía bên tay trái mình đây các bạn đang có mặt trong video này, năm ngoái mất mùa nhé, năm nay hoa đẹp. Ngoài phá cam thì nó lại chuẩn bị trồng táo. Hoa đẹp quá. Ở trong này thì diện tích vải cái vụ mà thu hoạch ấy, sẽ có hàng nghìn tấn vải luôn ở cái ngay tại khu vực này luôn các bạn nhé. Các bạn đi qua, mình đi qua các bạn ngắm thấy đồi vải hai bên ngút ngàn luôn. Cái nhà ta được hàng chục tấn luôn. Một số nghẹn này các bạn này. Đây như cây này nghẹn, nghẹn hay gọi là anh em hay dùng từ là điếc này, chưa có hoa tí nào này. Đây như thế này, phía vườn phía trước này cũng thế này. Ở phía dưới này Thanh Hà cũng bị thế này. Đây Thanh Hà cái vườn này cũng bị này. Hoa mới ra ngắn ngắn thôi, một số thì ra được, một số thì không này. Đó. Nào, chúng ta sẽ cùng đi. Nếu năm nay mà nghẹn mất mùa thì gọi là mất mùa riêng thì các bạn ạ. Mất mùa cho do chủ vườn thôi. Đây cây này thì mấy cây vải ngọt, vải thanh cũng bị nghẹn nghẹn, cũng bị đuối. Nhưng mà đa phần là do lớp lục ba mà phanh nặng đây. Đấy, còn như Thanh Hà đấy thì ra ok rồi, ra khỏe đấy. Đây cây này, cây vườn này cũng thế này các bạn này, vườn này cũng không có hoa này. Cái vườn nào mà vườn
kia đã có lộc rồi các bạn ạ. Đây có cây cầu thế kỷ đây, để bắc qua cái suối này. Phía bên tay phải này thì là đồi rất cao nha các bạn nhé, nên là không cho các bạn ngắm được vải ở phía bên tay phải này. Đây những cây vải ngọt này các bạn. Nó như muốn đang như muốn nở hoa rồi. Đó. Quá đẹp. Kiểu nó như kiểu là cây nó yếu yếu ấy, xong không khoanh để hoang nó ra. Vườn này cũng bị nghẹt, cũng không có hoa này các bạn này. Mình đi lên đây ít nhất đi dọc cái đường vừa trong video thì cũng rất nhiều vườn như thế này rồi. Cũng vài vườn các bạn nhỉ. Đây, vài vườn nó cũng bị nghẹt như thế này này. Đó, cây cũng ok chứ. Đây, dọc cái gọi là cái rìa bờ dưới bờ thấp nhé. Còn lên phía trên kia thì ok cả. Đó. Nào, đi lên tiếp này. Xem cái mức độ vải nghẹt lộc ba năm nay khoảng bao phần trăm các bạn ấy. Vườn này cũng kém các bạn ạ. Này, còn cái đồi kia. Đây, còn như hoa nó đẹp thì ra như cái vườn này hoa đẹp này. À, còn phía đồi kia gọi là sưởi ấm các bạn. À, trong cái vải bình thường như năm ngoái vào trong khu trong cái vải Thanh Hà quá là ok, quá đẹp luôn đấy. Nhưng mà năm nay hiện tại giờ nhìn hoa thì trong đấy khả năng cũng rất là ổn hơn ở khu dưới. Còn đây những cây vải muộn này các bạn. Đẹp chưa? Đó. À, chưa kể bên này nhé. À, chưa kể bên đồi cao bên này. Bên này là một bên đồi cao, bên vực sâu các bạn. Ở đường điện rồi thì giếng đây, điện kéo về tận vườn hết. Đó, mình đã đến đây rồi. Đã đến gọi đây gọi là cái dốc xuống làng chay nhá, dốc đèo đá trắng nhá. Đấy, và trên này thì đó chính là cái mô hình trình diễn phân bón lá này. Cái vườn này cũng bị nghẹn này. Vườn này cũng bị nghẹn một tí, cây lá hơi vàng một tí. Đây. Các bạn nhìn thấy nó nghẹn cái mức độ của vải Thanh Hà. Không? Cái vải Thanh Hà. Bây giờ vải Thanh Hà nó vẫn ra ngắn ngắn này, trong khi đó của người ta ra tương đối dài rồi đúng không? Đấy, hơi đuối. Nhưng mà phải nói là năm nay đi qua tất cả các đồi thì thấy là cái tỷ lệ đạt khoảng tầm 99% đấy phải không các bạn? Này còn hoa dưới các bạn nhìn. Vườn này đẹp không? Ở dưới này là làng chay nhá, xã mình luôn. Đó. Đây. Còn đây nữa. À, đi luôn. Như là đó, đây. Đây là ngạn. Cái đồi này thì cao lắm. Nói chung mình nếu mình mà đi bộ lên hẳn cái đồi này thì mất hàng tiếng luôn đấy các bạn. Cao lắm. Một vài buổi tối nữa mình sẽ vào lên những cái đồi kia. Cái đồi phía núi bên này này. Để soi con bọ hũ nó cắn hoa vải. Năm ngoái năm kia thì mình cũng đi vào rồi.
một hai tối nữa thì hẹn mấy anh em chú cháu sẽ lên đỉnh cái đồi kìa. Vải thì cũng rất là ok đó, nhưng mà vẫn gặp những cái vườn hoặc những cái cây nó nghẹn, nó cũng 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 kiểu như dạng như này này đó. Cây nó vàng, chắc là khoanh kiệt các bạn ạ, khoanh kiệt quá. Lộc cây này lộc hơi đuối, to mạnh như thế đây. Và nó một số thì nó ra lộc rồi này. Đó. Còn một số thì đẹp thì nó ra khỏe thế này rồi. Tỷ lệ dọc cái những cái vườn đi ở trong clip ấy thì mất một vài cái vườn ở rìa rìa thì là nó nghẹt nghẹt như này nhá. Nghẹt như này thì nó còn khó ra lộc hơn đấy. Chà, còn phải tương đối lâu nữa nhé. Đây cái thung lũng bên này nhé, phải mới đẹp. Ui, hoa bên thung lũng bên này đẹp thật. Phía bên kia là những cái đồi vải của muối các bạn ơi. Đó, ở dưới này thì làng chay này. Còn đây hoa này. Dưới cái thung lũng này các bạn nhìn thấy có ok. Đấy, còn cái núi mà cao trước trước mặt mình này, núi là núi Mai Sơn hay gọi là núi Bục đấy. Nếu bây giờ mà mình dẫn các bạn lên đỉnh cái núi này, đỉnh cái đồi này thì có lẽ là một cái clip khác nhé. Nhưng trong cái video ngày hôm nay thì mình đi một tour thôi, đi một cái đường đèo để giới thiệu với các bạn các anh chị cái tình hình hoa vải và cái tỷ lệ được mùa năm nay. Thì phải nói cái tỷ lệ năm nay được mùa rất là cao. Một số vườn gọi là một số ít ít thôi thì nó nghẹn lộc ba thôi, còn đa phần là hoa rất là ok nhé. Các anh chị em nuôi ong thì cũng đã điện cho mình vài cách đây khá lâu lâu rồi, và hoa năm nay thế nào, vải nở chưa, chuẩn bị đưa ong từ miền Nam về để hoa vải đúng nhỉ. Còn thì tụi anh em nhà mình thì ong cũng đang chuẩn bị về đó, chuẩn bị đón mật ong nhé, một cái loại đặc sản mật, mà các loại mật, các loại cây cho mật thì rất là nhiều loại cây, ong nó lấy mật nhưng mà mật hoa vải thì cũng là một trong các loại mật có đem lại cái giá trị và cái chất chất mật nó ok lắm nhé. Đấy, thì tầm nửa tháng nữa thôi là ong lại bay vo ve khắp đồi này để đón nó gọi là để khai thác, cũng lại ra hàng nghìn tấn mật luôn các bạn ạ. Sản lượng nó cũng rất là lớn vì diện tích thì rất là khủng mà. Đó thì mình cũng hôm trước cũng đưa một vài anh em đi khảo sát để tìm vườn rồi tìm khu vực để đặt mật rồi. À, đặt 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 thùng ong rồi. Đấy. Thì mình nghĩ là tỷ lệ năm nay rất là ok. Có hoa thì sẽ có quả thôi. Đấy thì sẽ là được mùa rất to. Đấy, chúc mừng bà con Lục Ngạn nhé. Cũng như là anh em chúng mình cũng rất là phấn khởi các bạn ạ. Được mùa. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và các bạn cùng comment lên xem ở khu vực chỗ nhà các anh chị như thế nào, ở các tỉnh khác thì ra sao, tỷ lệ hoa lá có ok không nhé. Cảm ơn và xin chào và gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cùng ngắm quê hương mình nhé, gọi là du lịch trên màn ảnh nhỏ, ngắm những đồi vải quê mình và cập nhật những cái vườn vải mùa vải 2023. Cảm ơn các bạn và mời các bạn chuẩn bị ăn mật, thưởng thức mật ong nhé, một trong những loại mà đặc sản Lục Ngạn rất tốt cho sức khỏe. Và chuẩn bị nữa đó là chuẩn bị ăn vải, vải cũng nhanh chín thôi các bạn ạ. Đó, có hoa thế này thôi nhưng mà tầm tháng 5 thôi là đã chín đỏ rực đồi rồi. Đó, xin chào và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo.